Ngày 22 tháng 9, Thường trực Huyện ủy Tân Lạc đã có buổi làm việc với các tổ chức hội đặc thù, nghe báo cáo hoạt động công tác hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự và chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện một số cơ quan ban ngành liên quan. Huyện Tân Lạc hiện có 6 hội đặc thù gồm Hội chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi, Hội cựu thanh niên xung phong, Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội khuyến học, Hội đồng y. Tổng số tổ chức hội hoạt động trong phạm vi cấp xã là 76 hội. Trong 9 tháng đầu năm, các tổ chức hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo quy định, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của hội, bám sát điều lệ hội và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đặc biệt là thực hiện tốt công tác triển khai phòng chống dịch COVID-19. Đối với Hội chữ thập đỏ đã vận động và thực hiện tốt các phong trào. Điển hình là hội đã phối hợp với các ngành tổ chức ủng hộ bà con vùng dịch trong thành phố Hồ Chí Minh các nhu yếu phẩm, rau củ quả với tổng giá trị trên 94 triệu đồng. Phối hợp với quỹ thiện tâm tập đoàn Vingroup trao 644 con bò, gà, dê giống trị giá 42 triệu đồng cho các hộ đặc biệt khó khăn của ba xã Ngọc Mỹ, Nhân Mỹ, Suối Hoa. Hội người cao tuổi tổ chức mừng thọ cho trên 730 cụ với tổng kinh phí trên 289 triệu. Hội cựu thanh niên xung phong phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết chế độ chính sách cho 17 hồ sơ thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Hội đồng y tổ chức khám và điều trị cho trên 5.600 lượt bệnh nhân với trên 22.960 thang thuốc. Hội khuyến học đã cấp 255 suất học bổng trị giá trên 200 triệu đồng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã biểu dương kết quả đạt được của Hội đặc thù huyện thời gian qua. Với các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp hội cần tập trung bám sát các nghị quyết của cấp trên và các hoạt động xã hội, duy trì quy chế làm việc và điều lệ hội, tiếp tục đoàn kết, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục đích đề ra, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của huyện. Đối với Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào điều kiện lĩnh vực thực tế của từng hội. Đối với những kiến nghị đề xuất của các hội, đồng chí giao các ban ngành chức năng tham mưu từng bước tháo gỡ.